Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện đăng hoa tiếu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. chương 61, Đọc sách Phạm Phủ xảy ra những việc này, Lục Đồng hoàn toàn không hay biết. Một sáng nọ, nhân tâm y quán vừa mở cửa chưa lâu đã có một vị khách tới. Người này là một trung niên, đầu đội khăn vuông, mặc chiếc áo vải cũ đã bạc màu, đôi giày đen đầy bùn đất trông như một nho sĩ nghèo khó. Nho sĩ thần sắc hoảng loạn, mặt trắng bệch, không biết có phải chạy vội tới hay không, hơi thở dồn dập. Ngân tranh đang quét sân trước cửa, thấy vậy liền đặt chổi xuống, hỏi, công tử đến mua thuốc sao? Lục đồng liếc nhìn người này, thấy gương mặt có chút quen thuộc, còn chưa kịp nói gì, nho sĩ đã ba bước lao tới, nắm chặt tay áo lục đồng, khẩn cầu, đại phu, mẹ tôi đột nhiên phát bệnh, từ hôm qua đến giờ không ăn uống được gì hiện tại không nói được lời nào xin đại phu rủ lòng từ bi cứu mẹ tôi vừa nói nước mắt vừa tuôn rơi lúc này đỗ trường khanh còn chưa tới trong quán ngoài lục đồng chỉ có a thành và ngân tranh ngân tranh hơi do dự dẫu sao đối phương là nam nhân xa lạ còn lục đồng lại là thiếu nữ đi một mình trần bệnh quả thực nguy hiểm nhưng a thành đã nhận ra nho sĩ này nhỏ giọng nói đây chẳng phải là ngô đại ca sao lục đồng quay lại hỏi a thành biết người này a thành gãi đầu là ngô đại ca ở cửa hàng cá tươi đầu phố tây hồ viên ngoại thường nhắc đến anh ấy mà trẻ con dễ mềm lòng thấy nho sĩ đáng thương khóc lóc cầu xin liền khẩn khoản với lục đồng đại phu xin hãy tới xem bệnh chủ tiệm đến tôi sẽ nói lại với ông ấy nho sĩ đứng trước cửa không dám bước vào đôi mắt đỏ hoe cầu xin đại phu. Lục đồng không nói gì, vào trong viện tìm hòm thuốc, gọi ngân tranh cùng đi, nói với nho sĩ, đi thôi. Nho sĩ ngây người, sau đó rối rít cảm ơn, dẫn đường. Ngân tranh đi theo, nhỏ giọng nhắc nhở, cô nương, liệu có nên để đỗ trưởng quầy đi cùng không? Lục đồng đến nhân tâm y quán đã lâu, ngoài việc khám cho đồng thiếu gia phủ, hầu như chỉ ngồi trong quán. Đỗ trưởng khanh không cho cô đi trần bệnh một mình, nói hai cô gái trẻ mới tới kinh thành, chỗ này lạ nước lạ cái, sợ gặp rắc rối. Ngân tranh lo lắng cũng không phải vô cớ, nhưng lục đồng chỉ lắc đầu, không sao. Cô nhìn bóng dáng ngô nho sĩ vội vàng phía trước, nhớ lại mình đã gặp người này ở đâu. Có lẽ mấy tháng trước, khi vừa mới chế ra xuân thủy sinh, nho sĩ này đã từng tới nhân tâm y quán. Từ trong túi vải cũ nát lấy ra vài lượng bạc mua một gói xuân thủy sinh. Thuốc đó đối với anh ta hẳn là không rẻ. Anh ta đã do dự rất lâu trước cửa hàng, cuối cùng vẫn quyết định mua, vì vậy lục đồng nhớ rất rõ. nho sĩ vừa dẫn đường vừa nói, đại phu, tôi tên Ngô Hiếu Tài, ở cửa hàng cá tươi đầu phố Tây. Đêm qua mẹ tôi nói cho người khó chịu, bệnh ho tái phát. Tôi đỡ bà dậy, đốt nước, sáng nay không ăn được, nước cũng không vào. Tôi biết để đại phu đi trần bệnh là sai quy tắc, nhưng phố Tây chỉ còn y quán của ngài mở cửa, tôi thật sự không còn cách nào khác. Tuy rằng thần sắc tiều tụy, nhưng lời lẽ vẫn mạch lạc, còn nhớ cúi đầu xin lỗi, trông có vẻ là người biết lễ nghĩa. Lục đồng ôn tồn trả lời, không sao. Cô biết ngô hiểu tài không nói dối. Từ khi Xuân Thủy Sinh bị thu về quan thuốc cục, không biết vì lý do gì, gần đây, quán thuốc hạnh lâm đường cũng không mở cửa. Ngô Hữu Tài muốn tìm đại phu ở phố Tây, chỉ còn tìm đến cô. Gọi là bệnh gấp chạy chữa, thực ra là không còn lựa chọn nào khác. Ngô Hữu Tài lòng như lửa đốt, đi vội vàng không vững, mấy lần suýt ngã. Khi đi đến cuối phố Tây, vòng qua cửa hàng cá tươi, dẫn họ vào một căn nhà tranh. Hai bên có hàng chục quầy cá, đầy mùi tanh và máu. Đi qua hết quầy cá, trước mặt lục đồng hiện ra một căn nhà tranh. Nhà tuy đơn sơ, nhưng được quét dọn sạch sẽ. Trong sân vườn có vài con gà hoa đang mổ cỏ, thấy có khách đến, vỗ cánh bay đi. Ngô Hữu Tài không để ý tới Lục Đồng và Ngân Tranh, vội vàng chạy vào nhà, gọi, mẹ. Lục Đồng và Ngân Tranh theo sau. Căn nhà nhỏ đơn sơ, bốn bề đầy vật dụng lặt vặt, dưới đất gần cửa có bếp lò với nồi thuốc đã nguội. Trên giường cạnh cửa sổ, chăn mỏng rơi nửa xuống đất, Ngô Hiếu tài nhặt lên đắp lại cho người trên giường. Lục Đồng bước tới nhìn, thấy một bà lão nằm đó, mắt nhắm nghiền, gầy gò như que củi, da xám xịt, trông không còn sức sống. Ngô Hiếu tài nghẹn ngào, "Đại phu, đây là mẹ tôi, xin hãy cứu bà." Lục Đồng bắt mạch cho bà lão, lòng trùng xuống. Bà lão đã sắp tắt thở. "Đại phu, mẹ tôi sao rồi?" Lục Đồng đặt hộp thuốc xuống, "Đừng nói gì. Mở cửa sổ ra, đưa đèn dầu lại gần, ngươi lùi lại một chút. Ngô Hữu Tài không dám nói gì, đặt đèn dầu cạnh giường, lui vào góc. Lục Đồng bảo ngân tranh giúp, mở miệng bà lão, đổ ít nước ấm vào. Sau khi đổ nửa bát, bà lão ho hai tiếng, có vẻ tỉnh lại, Ngô Hữu Tài mừng rỡ. Lục Đồng mở hộp thuốc, lấy ra kim châm, ngồi bên giường cẩn thận châm cứu cho bà lão. Thời gian trôi qua, nhưng động tác của Lục Đồng trong mắt Ngô Hữu tài lại cực kỳ chậm. Nho Sĩ đứng một góc, hai tay nắm chặt, mắt đỏ ngầu dõi theo từng cử động của Lục Đồng, mồ hôi chảy ròng ròng. Không biết bao lâu, khi nắng ngoài sân từ trước nhà tràn vào sau nhà, tiếng ve kêu râm ran, Lục Đồng mới rút kim châm cuối cùng ra. Bà lão trên giường sắc mặt hồng hào hơn, mí mắt khẽ động, như muốn tỉnh. "Mẹ." Ngô Hữu tài vui buồn lẫn lộn nhào đến bên giường, vừa lau nước mắt vừa gọi mẹ. Lòng anh ta muôn vàn cảm xúc, tưởng rằng mẹ hôm nay không qua khỏi, không ngờ lại có hy vọng sống sót, trên đời không có gì vui hơn được gặp lại người thân, mọi nỗi sợ hãi tan biến. Trong khi bà lão rên rỉ và ngô hữu tài khóc, lục đồng đứng dậy, nhường không gian cho hai mẹ con. Ngân tranh thở phào, giúp lục đồng thu dọn hộp thuốc, cười nói, hôm nay thật nguy hiểm may mà cô nương có tay nghề cao cứu được người nếu không thật khó mà chịu nổi cảnh này nhìn cảnh mẹ con nương tựa vào nhau thật khiến người ta cảm động lục đồng cũng động lòng sau khi thu dọn xong hộp thuốc vừa định quay đi chợt sững lại trong góc nhà chất đầy sách ngôi nhà đơn sơ gần như trống rỗng ngoài một chiếc giường và cái bàn nứt nẻ hai cái ghế gỗ gãy chân chỉ còn lại đống chén bát cũ kỹ những vật dụng ấy đều cũ nát, không bị gì xét thì cũng sứt mẻ, nếu Đỗ Trường Khanh nhìn thấy chắc chắn sẽ ném hết ra ngoài. Nhưng trong căn nhà trống rỗng này, góc tường lại chất đầy sách vờ. Trồng chất lên nhau như núi cao, khiến người ta kinh ngạc. Một người đọc sách, lục đồng nhìn chằm chằm vào đống sách, lòng dâng lên cảm xúc lạ lùng. Đây là nhà của một người đọc sách. Cô mải mê suy nghĩ, không nhận ra ngô hữu tài đã tiến tới, cho đến khi nghe tiếng anh ta gọi, đại phu. Lục đồng ngước lên, ngô hữu tài đứng trước mặt cô, ánh mắt đầy lo lắng. Lục đồng quay lại nhìn bà lão, bà đã hoàn toàn tỉnh lại, nhưng vẫn yếu ớt. Ngân tranh đang giúp bà uống nước. Cô quay lại nhìn ngô hữu tài, ra ngoài nói chuyện. Căn nhà nhỏ sáng bừng, ngoài sân mấy con gà hoa vẫn thản nhiên phơi nắng, chẳng hề hay biết chủ nhân vừa trải qua một cơn nguy kịch ngô hiễu tài nhìn lục đồng vừa biết ơn vừa lo lắng đại phu ngươi muốn hỏi tình trạng của mẹ ngươi vâng lục đồng trầm ngâm một lúc rồi nói mẹ ngươi bệnh nặng mạch yếu ngươi đã mời đại phu khác đến xem hẳn đã biết chỉ còn sống được từng ngày cô không muốn lừa dối ngô hiễu tài an ủi vô vọng chỉ làm tăng thêm đau khổ cho anh ta dối trá không thể thay đổi sự thật ngô hiễu tài vừa vui chưa được bao lâu mắt lại đỏ hoe nước mắt trào ra đại phu cũng không có cách nào sao lục đồng lắc đầu cô chỉ là một đại phu không phải thần tiên hơn nữa cứu người không phải sở trường của cô bà còn sống được tối đa ba tháng nữa lục đồng nói hãy hiếu thảo với bà ngô hữu tài đứng đó hồi lâu mới lau nước mắt gật đầu lục đồng trở lại nhà viết vài toa thuốc cho ngô hữu tài bảo anh ta đi mua cho bà uống những thuốc này tuy không chữa bệnh, nhưng giúp bà thoải mái hơn trong những ngày cuối đời. Trước khi đi, Lục Đồng bảo Ngân Tranh lén để lại tiền khám trên bàn. Rời khỏi khu chợ cá tanh nồng, Ngân Tranh và Lục Đồng lặng lẽ trở về y quán. Đỗ Trường Khanh đang nằm trên ghế ăn mận đen, thấy hai người về, liền bật dậy. Hôm nay khi Đỗ Trường Khanh đến y quán không thấy Lục Đồng và Ngân Tranh, tưởng hai người bỏ đi, suýt nữa đi báo quan đến khi a thành kể rõ mới thôi ông hỏi lục đồng a thành nói các ngươi đi khám bệnh cho mẹ ngô tú tài sao rồi không sao chứ ngân tranh đáp lúc đó rất nguy cấp cô nương cứu được người nhưng nhưng bệnh nặng sống chết đã định đỗ trưởng khanh nghe xong cũng thở dài ánh mắt trầm tư lục đồng thấy vậy liền hỏi ông biết ngô hữu tài cả phố tây đều biết đỗ Trường khanh lắc đầu Mua tú tài cửa hàng cá tươi, nổi tiếng là đứa con hiếu thảo. Lục Đồng suy nghĩ, rồi nói, "Ta thấy nhà anh ta có nhiều sách, định thi cử sao?" "Không phải định thi, mà đã thi nhiều lần." Đỗ Trường Khanh nói về Ngô Hiếu Tài, không biết tiếc hay gì, tiếc là không may. Mọi người đều nghĩ tài năng như anh ta, chắc chắn đỗ Trạng Nguyên, không ngờ thi mãi không đỗ. Đỗ Trường Khanh chửi trời, đúng là đời không có mắt. Nói xong quay lại thấy Lục Đồng đã vào trong viện, tức giận, lại không nghe ta nói hết lời. Ngân Tranh khẽ nhắc, cô nương hôm nay đi trần bệnh mệt rồi, để cô ấy nghỉ ngơi đi. Đỗ Trường Khanh mới thôi. Trong viện, Lục Đồng vào phòng đặt hộp thuốc, ngồi xuống bên bàn gần cửa sổ. Trên bàn có bút mực, vì là ban ngày nên không thắp đèn, mọn đèn đồng xanh hình lá sen trông như bông sen mới nở, mượt mà trong nhà ngô tú tài cũng có một ngọn đèn đồng hình hoa sen. Lục đồng động lòng, người đọc sách trên bàn thường thắp đèn hoa sen, cổ kính thanh nhã, tượng trưng cho việc đỗ đạt công danh. Nhiều năm trước, trên bàn Lục Khiêm cũng có một ngọn đèn như vậy. Hồi đó, ở huyện Thường Vũ, Lục Khiêm thường thắp đèn đọc sách ban đêm, mẹ sợ anh đói, ban đêm mang bánh mật đến. Lục đồng nhân lúc cha mẹ không để ý, lén leo lên bàn anh trai, giành lấy đĩa bánh mật lục khiêm tức giận ê cô ngồi trên bàn anh chân đông đưa tự nhiên trách ai bảo anh lén ăn đêm ai ăn đêm thế anh làm gì đọc sách chứ làm gì sách gì mà phải đọc ban đêm lục đồng nhét bánh mật vào miệng cầm đèn hoa sen lên lãng phí dầu đèn chàng trai cười khổ giật lại đèn em không hiểu đây gọi là đèn sách đêm dài gấp rút đèn lửa để cầu danh gấp rút đèn lửa để cầu danh, lục đồng cúi đầu. Ngô tú tài là người đọc sách, thi nhiều lần. Nếu lục khiêm còn sống, hẳn cũng đã đến tuổi thi cử. Cha nghiệp khắc nhà sách chất đầy, hẳn cũng như Ngô tú tài không có chỗ để chân. Đèn lửa trên bàn lục gia huyện thường vũ chắc chắn cháy sáng hơn đêm xuân. Nhưng lục khiêm đã chết, chết trong nhà ngục của hình ngục ty. Lục đồng nắm chặt tay ngân tranh đã giúp cô điều tra tù nhân chết không khác gì nơi khác người nhà đưa tiền sẽ được nhận xác không có người nhà thì chôn sơ sài ở chân núi phía sau núi vọng xuân lục đồng sau đó đã đến nghĩa địa dưới chân núi vọng xuân cỏ dại rậm rạp xương người bị thú ăn còn sót lại thoang thoảng mùi máu tanh vài con chó hoang đứng xa nhìn cô cô đứng giữa cánh đồng hoang cảm thấy máu trong người lạnh toát không thể chấp nhận rằng người anh trai vui vẻ đã nằm xuống đây, bị chôn trôn chung với những tù nhân chết, những xác không toàn thây. Cô thậm chí không thể xác định đâu là xương cốt của Lục Khiêm trong đống mộ phần vô danh. Anh đã chết cô độc như vậy. Tiếng ve kêu trong vườn trở nên trống rỗng, ánh nắng chưa hè rực rỡ tràn lên mặt người, lạnh lẽo không chút ấm áp như một cơn ác mộng ngột ngạt. Cho đến khi tiếng người vang lên bên tai, phá tan giấc mơ nặng nề lục đại phu lục đại phu a thành đứng trước rèm cửa gọi to lục đồng ngơ ngác quay lại ánh mắt còn chút mơ hồ ngân tranh đang rửa tay trong sân đi tới kéo rèm cho a thành vào có chuyện gì có người mua thuốc trà ngoài quầy đã bán hết đỗ trưởng quầy nhờ cô lấy thêm từ kho kho là nhà bếp của viện lục đồng đôi khi làm sẵn thuốc trà để trong hộp phòng khi thiếu hàng ngân tranh nghe vậy định đi vào bếp hỏi theo thói quen người mua tên gì gần đây lục đồng lập sổ ghi chép khách mua thuốc trà đều phải ghi tên đỗ trường khanh cho rằng phiền phức nhưng lục đồng kiên quyết a à, thành vui vẻ lần này là nhân vật lớn nói là nhà phạm chính liêm của hình ngục ti đang đợi ngoài quán ngân tranh vừa định vào bếp liền dừng bước lục đồng cũng ngẩng lên tiệc mùa hè rõ ràng còn lâu mới diễn ra dù đồng phu nhân đồng ý giúp đỡ cũng phải mất thời gian để phạm chính liêm vợ chú ý cô đã sẵn sàng chờ đợi không ngờ trời cao thấy nhà lục đáng thương lại cho cô tin vui sớm vậy a thành không nhận ra sự thay đổi của họ lòng vẫn còn phấn khích phạm chính liêm nổi tiếng là phạm thanh thiên ai ngờ được quán nhỏ này lại được người nhà ông tới mua thuốc kể ra cả phố tây ai cũng phải ganh tì nói xong không thấy lục đồng đáp lại a thành mới nhận ra có gì đó không ổn lục cô nương. Không cần lấy. A à, Thành ngạc nhiên, nhìn lục đồng. Cô đứng trước bàn, nhìn ngọn đèn đồng, như nhớ ra điều gì, ánh mắt thoáng buồn. Lâu sau, cô mới nói. Nói với người nhà Phạm, thuốc trà đã bán hết. mươi 62, đến thăm Phạm Phủ. Thời gian trôi nhanh, mới đó mà đã 10 ngày trôi qua. Trên cầu Lạc Nguyệt, những cô gái mặc áo đơn bắt đầu bán hoa nhài vào buổi sáng và buổi tối hương thơm của hoa nhài thanh tao và dễ chịu. Theo y thư ghi lại, dầu hoa nhài có thể làm mặt nạ và dầu dưỡng tóc, vừa giúp giữ ẩm cho tóc vừa làm cho cơ thể thơm ngát. Trong phủ của quan thẩm tra án ở Kinh Thành, phu nhân Phạm Chính Liêm, bà Triệu, đang ngồi trước gương để cho thị nữ sau lưng nhẹ nhàng thoa dầu hoa nhài mới mua lên tóc. Dầu hoa nhài thoa lên tóc, mái tóc đen mượt trở nên suôn mượt, càng làm nổi bật sự tinh tế như tơ lụa bà triệu nhìn vào gương khuôn mặt mỹ nhân như hoa đào đôi lông mày như lá liễu thực sự quyến rũ động lòng người tuy nhiên bà hơi cau mày chăm chú nhìn vào khuôn mặt mình trong gương rồi đưa tay sờ lên eo hỏi thị nữ sau lưng thúy nhi gần đây ta có phải béo lên không thị nữ cười đáp phu nhân vẫn xinh đẹp và duyên dáng lắm bà triệu lắc đầu không gần đây ta chắc chắn mập lên Gần đây Phạm Chính Liêm thường ra khỏi nhà từ sớm và trở về muộn, khi bà Triệu chăm sóc ông ăn uống, thường thấy ông không tập trung. Bà vốn lo lắng rằng khi sự nghiệp của chồng ngày càng thuận lợi, lòng ông cũng sẽ dần dần bay đi nơi khác. Giờ đây ông có biểu hiện khác thường, bà Triệu tự nhiên sinh nghi. Tuy nhiên, người của bà lén lút điều tra cũng không tìm thấy dấu vết gì về ngoại tình, nghĩ đi nghĩ lại, bà Triệu chỉ có thể nghi ngờ rằng Phạm Chính Liêm đã chán mấy mình. Bà nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài một cách bực bội. Thời tiết ngày càng nóng, quần áo của phụ nữ cũng ngày càng mỏng. Bà đã thay một chiếc áo mỏng màu vàng, áo lụa có ánh sáng lấp lánh, khi đi lại trông như những gợn sóng dưới ánh mặt trời. Tuy nhiên, mặc dù đẹp, với cơ thể đầy đặn như bà, khi mặc quần áo mỏng thế này, khó tránh khỏi cảm giác béo phì. Bà chịu là một mỹ nhân đầy đặn, khi trời lạnh quần áo còn che được nhưng khi trời nóng mặc đồ mỏng bà luôn không hài lòng với vóc dáng của mình đúng vậy bà triệu rất nhạy cảm về vóc dáng của mình có lẽ vì cha mẹ đã đặt cho bà tên thân mật là phi yến từ nhỏ nghe tên đã thấy nhẹ nhàng thanh thoát hơn nữa mỹ nhân cùng tên trong sách sử nổi tiếng vì sự mảnh mai đến mức có thể múa trên lòng bàn tay từ nhỏ đến lớn cái tên này như một lời nguyền xinh đẹp luôn ràng buộc trong lòng bà bà triệu rất đẹp nhưng không biết có phải do trời khắc nghiệt khi lớn lên bà ngày càng đầy đặn điều này vốn không ảnh hưởng đến danh hiệu mỹ nhân của bà nhưng so với tên thân mật luôn cảm thấy có phần bất mãn bà cũng cảm thấy tức giận bà muốn người như tên muốn có vòng eo mảnh mai như cây chuối trong cung điện thục nhưng đáng tiếc cơ thể do cha mẹ sinh ra có một số việc thật sự khó thay đổi dù bà ăn ít đến đâu dùng bao nhiêu thuốc tay chân bà vẫn không thể mảnh mai như những mỹ nhân trong tranh giống như hoa mẫu đơn mãi mãi không thể trở thành hoa loa kèn đáng ghét ông chồng phạm chính liêm của bà lại có vẻ thích hoa loa kèn hơn là hoa mẫu đơn bà triệu lạnh lùng nghĩ xã hội này cuối cùng vẫn yêu cầu nhiều hơn ở phụ nữ bà suy nghĩ miên man đột nhiên nhớ đến một chuyện cũ gọi thị nữ lại đúng rồi lần trước ta bảo người đi mua tiên tiên ở nhân tâm y quán Sao chưa mua được? Lần trước, khi Đồng phu nhân đến nhà chơi, trong lúc trò chuyện bà đã nhắc đến một loại trà thuốc mới xuất hiện ở kinh thành, nghe nói tác dụng rất tốt, người bán thịt uống vào cũng có thể trở thành phan an. Đây thực sự là chuyện hoang đường, nhưng Đồng phu nhân nói chắc như đinh đóng cột, không giống như nói dối. Hơn nữa, gần đây bà Triệu cũng nhàn rỗi, nên thực sự cho người đi điều tra ở chợ đông, quả nhiên thấy có một người đàn ông dũng mãnh đang bán thịt câu chuyện về phan an bán thịt hóa ra là thật vì vậy bà triệu rất động lòng lập tức sai người đi mua thị nữ đáp người nhà của phủ nói rằng đại phu của y quán luôn nói không có hàng người của phủ đã đến bốn năm lần trong mười ngày qua nhưng đều trở về tay không bà triệu dừng động tác đã đến bốn năm lần rồi thị nữ gật đầu y quán này đúng là kiêu ngạo bà triệu cảm thấy không vui đã đến một lần, đáng lẽ phải biết rằng nhà ta có việc cần, người hiểu chuyện sớm đã mang đồ đến. Họ thì ngược lại, một y quán nhỏ, còn khiến người nhà ta phải ba lần bốn lượt đi xin. Thật là không biết điều. Dừng lại một chút, bà lại hỏi, y quán đó có ai chống lưng không? Thị nữ lắc đầu, nô tỳ đã điều tra, chủ y quán là một thương nhân bình thường, đại phu là một cô gái mồ côi từ nơi khác đến cả y quán tổng cộng có bốn người, hai người còn lại là nhân viên. bà triệu mỉa mai, quả nhiên người ở quê mới không biết quy củ như vậy. ngày hè dài khiến bà càng bực bội, nên thu lại nụ cười, lạnh lùng nói: người đi tìm người đi y quán một lần nữa, mang thiếp của ta, nói là ta cần dùng thuốc, bắt buộc họ phải giao trong ba ngày. vâng. khi thiếp mời từ phủ phạm chính liêm đến, chính là giờ ngọ mùa hạ đã qua, ngày càng dài, phố Tây bán chiêu trúc bắt đầu bán chạy, trên phố nóng như lửa, giữa trưa không ai dám ra ngoài, đều co rút trong nhà cầu nguyện. Đỗ Trường Khanh từ cửa hàng trái cây mua được đào tươi mới về, được ngân chanh ngâm trong nước giếng, mang ra mát lạnh. Cắt đôi quả đào, giống như má hồng của thiêu nữ, cắn một miếng, giòn ngọt, làm mát lòng người trong ngày hè nóng bức. Thế nào, lượt đại phu, đỗ trường khanh vung quạt tre, Đắc ý nhìn cô, "Đào ở kinh thành chúng ta có ngon hơn ở quê các cô không?" So sánh cái này sao? Ngân Tranh không khỏi lườm mắt. Lục Đồng lại mỉm cười, "Trên đỉnh Lạc Mai cũng có cây đào, nhưng quả đào dại trên núi vừa chua vừa chát, quả nhỏ lại ít, khó ăn. Người phụ nữ trên núi không bao giờ hái những quả đào đó, để chúng trên cành, đến mùa hè, thỉnh thoảng có chim chóc đến ăn, nhưng cũng không nhiều." Nếu đó là những quả đào ngọt như thế này, có lẽ lạc mai phòng sẽ đông đúc hơn. A Thành từ ngoài đi vào, đưa một phong thư cho Lục Đồng, Lục Cô Nương. Người nhà phạm lại đưa thư đến, mời cô giao, tiên tiên, trong ba ngày. Mấy ngày nay người nhà phạm luôn đến mua trà thuốc, nhưng trà tiên tiên vừa hết, trà mới Lục Đồng vẫn chưa làm xong. Vì vậy, người nhà phạm cứ đến đều đặn, làm người ta lo lắng. Đỗ Trường Khanh nhổ hạt đào liếc nhìn lục đồng vẻ nghi ngờ lục đại phu mấy ngày nay cô làm trà thuốc sao chậm vậy có phải thiếu tiền mua nguyên liệu không lục đồng đưa tay nhận thư thu lại trà thuốc đã làm xong rồi điều này thực sự bất ngờ đỗ trường khanh cũng ngạc nhiên một lúc sau đó nói vậy còn chờ gì nữa a thành gọi người của họ đến lấy lục đồng ngắt lời khoan đã lại sao phu nhân phạm có vẻ rất giận chỉ giao trà thuốc sợ khó làm bà ấy hài lòng. đỗ trường khanh cầm hạt đào, ánh mắt nghi ngờ. vậy phải làm sao? cô định đích thân đi tạ tội sao? ý hay đấy. đỗ trường khanh, lục đồng đứng dậy, phải thể hiện thành ý của chúng ta. chỉ trong vòng một giờ kể từ khi nhận được thư từ phủ phạm chính liêm, nhân tâm y quán đã lập tức gửi thư đáp lại. thì nữ thuần nhi đứng trước bà triệu, thì thầm nói đại phu của y quán đang đợi ngoài cổng phủ, ngoài việc giao thuốc, còn muốn gặp trực tiếp phu nhân một lần, có lẽ vì biết đã làm Phật lòng nên muốn đích thân xin lỗi. Bà Triệu cầm chén trà trong tay, lòng coi thường càng sâu, bây giờ mới biết sợ. Phu nhân có muốn gặp cô ta không? Bà Triệu cau mày, suy nghĩ một lúc, rồi nói, để cô ta chờ ngoài cổng một lúc rồi hãng gọi vào. Lục Đồng và Ngân tranh chờ ở cổng Phạm Phủ khoảng một nén nhang thì có một thị nữ chậm rãi dẫn họ vào phủ. Sự kiêu căng này thể hiện rất rõ ràng. Lục Đồng không nói gì, chỉ cùng Ngân tranh đi theo thị nữ vào trong phủ. Khi đi không quên quan sát xung quanh. Phạm Phủ rất rộng. Ban đầu cứ nghĩ phủ họ Kha đã rất rộng lớn, nhưng phủ họ Phạm còn xa hoa hơn nhiều. Suối nước, cây cối, đình đài lầu các, đầu đầu cũng thấy tinh xảo và cầu kỳ. Ánh mắt của Lục Đồng dừng lại ở một chậu đá quý đỏ trong vườn, sau đó cúi đầu xuống, biểu cảm khó hiểu. Thông tin từ ông cao cho biết, Phạm Chính Liêm, một quan chức thẩm tra án ở kinh thành, xuất thân từ gia đình quan nhỏ, khoảng 6-7 năm trước được thăng chức đồng tiến sĩ, làm tri huyện ở huyện Nguyên An. Phạm Chính Liêm làm tri huyện 3 năm, vì giải quyết tốt nhiều vụ án oan cũ, được người dân địa phương ủng hộ. Tiếng tốt đến tai hoàng thượng, Ngài đặc biệt thăng chức cho Phạm Chính Liêm, điều ông về kinh thành. Chỉ trong vài năm, Phạm Chính Liêm từ một chi huyện nhỏ trở thành lang trung của bộ hình, rồi thăng lên thị lang bộ hình, đến nay là thẩm tra án ở kinh thành, có thể nói là rất có uy thế. Quan trọng hơn, Phạm Chính Liêm rất nổi tiếng, người dân nói rằng ông minh bạch công lý, giữ pháp không thiên vị, có biệt danh là Phạm Thanh Thiên. Có lẽ chính vì vậy mà khi Lục Khiêm lên kinh thành tố cáo, ông đã tìm đến Phạm Chính Liêm. Tìm đến một vị quan lớn nổi tiếng có oan tất giải không có gì là sai. Hơn nữa, Lục Khiêm sống ở huyện Thường Vũ, người dân gặp bất công tìm quan lớn để giải quyết là điều tự nhiên. Chỉ là, Lục Đồng cúi mắt, thật sự chính trực thanh liêm thì phủ đệ sao lại xa hoa như vậy. Ngay cả với lương bổng của Phạm Chính Liêm hiện tại muốn nuôi một phủ đệ thế này cũng không dễ trừ phi vợ phạm chính liêm có của hồi môn phong phú nhưng bà triệu vợ ông xuất thân không khác phạm chính liêm khi chưa thăng chức phạm chính liêm quản lý nhà tù kinh thành nếu có ai hối lộ cũng chỉ là để xử lý các vụ án hơn nữa với quyền lực của phủ thái sư chỉ cần một lời không cần gửi tiền người dưới cũng sẽ làm việc chu đáo đang suy nghĩ thị nữ dẫn đường dừng chân trước phòng khách hoa, nói, lục cô nương, đã đến nơi. Lục đồng ngước mắt lên. Mùa hè nóng bức, rèm tre trong phòng khách nửa mở, trên ghế quý phi chạm hoa tinh xảo, một mỹ nhân trẻ tuổi đang tựa lưng. Mỹ nhân mặc áo lụa tím hồng, mặt như trăng bạc, môi như sen đỏ, đầu cài một chiếc châm cài hồng phỉ thúy dung dinh, theo từng động tác của nàng, châm cài nhẹ rung, trăm ngàn dáng vẻ yêu kiều khiến người ta nhìn mà lòng sao xuyến. Lục Đồng hiểu rõ, đây chính là vợ của Phạm Chính Liêm, bà Triệu. Cô cùng Ngân Tranh tiến lên, cẩn thận hành lễ với bà Triệu, dân nữ Lục Đồng gặp phu nhân. Một lúc lâu không có ai đáp lại. Bà Triệu cũng đang đánh giá Lục Đồng. Bà đã nghe từ miệng hạ nhân rằng, đại phu của nhân tâm y quán là một cô gái. Nhưng khi mới nghe tin này, bà Triệu cũng không quan tâm. Có rất ít nữ y sĩ, ngoài các nữ y trong công y quan trong các y quán dân gian phần lớn các nữ y đều là những người có hoàn cảnh khó khăn phải ra ngoài mưu sinh nếu không ai là con gái nhà lành lại muốn ra ngoài lộ mặt hạ mình phục vụ người khác bà triệu nghĩ rằng mình sẽ thấy một người phụ nữ nhếch nhác rụt rè và nghèo khổ ai ngờ sự thật không phải vậy nên khi lục đồng và ngân tranh đứng trước mặt bà bà triệu rất ngạc nhiên cô gái xinh đẹp đứng bên trái tay cầm hộp thuốc là nhân viên của y quán, trông còn lanh lợi hơn cả nha hoàn Thúy Nhi của bà. Còn cô gái bên phải, bà Triệu cau mày, cô gái này trẻ hơn bà tưởng nhiều, trông chỉ khoảng 17-18 tuổi, rất xinh đẹp, dáng người thanh thoát, tóc đen như xương vấn thành hai bím, gọn gàng buông trước ngực. Chiếc áo xanh nhạt trên người cô không biết vì rộng quá hay vì cô quá gầy, trông có chút lùng bùng, càng làm nổi bật vẻ đẹp thanh tú, yếu ớt. Cô không đeo trang sức gì, chỉ có vài bông hoa nhài tươi trên tóc. Hương nhài thanh tao, làm tôn lên vẻ đẹp thanh nhã của thiếu nữ. Khiến người ta nhớ đến câu thơ. Tuyết làm da ngọc, nước làm xương. Tình mềm cạnh cửa sổ. Hương từ giấc mộng tỉnh. Hoa nở trên đầu mỹ nhân. Là một mỹ nhân. Cô là đại phu của nhân tâm y quán. Cuối cùng, bà Triệu lên tiếng. Vâng, thưa phu nhân. Đứng lên đi. Lục Đồng và Ngân Tranh mới đứng dậy. Bà Triệu nhìn chằm chằm vào Lục Đồng, mặt có chút khó coi. Bà luôn tự hào về nhan sắc của mình, có thể chấp nhận phụ nữ thông minh hơn mình, nhưng không thích phụ nữ đẹp hơn mình. Nữ đại phu này có vài phần nhan sắc, khuôn mặt lại mang chút khí chất thư sinh, trông yếu đuối thanh nhã, đứng trong phòng khách hoa, nếu không biết trước cô là đại phu, chỉ nhìn bề ngoài Nói cô là tiểu thư của một gia đình thư hương cũng có người tin. Còn thân hình mảnh mai của cô nữa, thật đáng ghen tị. Bà Triệu nén lại sự ghen tị trong lòng, lạnh lùng nói, nghe nói cô muốn gặp ta. Lục Đồng đưa tay, ngân tranh vội đưa hộp thuốc, Lục Đồng mở hộp, lấy ra ba bình sứ trắng, đưa cho thị nữ của bà Triệu. Thị nữ đưa bình sứ cho bà Triệu xem, trên bình có dán giấy hồng vẽ vài cánh hoa lụa, là tiên tiên người của phủ đến mua trà thuốc trước đó, nhưng đợt trước đã bán hết. Gần đây dân nữ đang cải tiến phương thuốc, chưa kiểm tra xong tác dụng nên không dám giao cho phu nhân, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của phu nhân. Hiện tại tiên tiên đã cải tiến phương thuốc, nhưng làm mất thời gian của phu nhân, dân nữ cảm thấy rất lo lắng, nên chủ động đến thăm, mong được phu nhân tha thứ. Bà triệu cao mày, tha thứ cho cô. Lục đồng ngước lên, phu nhân muốn mua, tiên tiên, của ý quán, chắc là để giảm cân Đừng nói nhảm Bà Triệu phủ nhận ngay lập tức Bồn phu nhân cần gì phải dùng trà thuốc Không rõ nguồn gốc Lục đồng im lặng Bà Triệu có vẻ mặt không vui Bà rất tự hào về nhan sắc của mình Nhưng lại rất nhạy cảm về thân hình Lời của nữ đại phu này Như đâm vào chỗ đau của bà Sao bà có thể có thái độ tốt với cô Không đợi bà tiếp tục nói Người trước mặt lại nhẹ nhàng lên tiếng không dám giấu phu nhân mặc dù tiên tiên rất nổi tiếng ở kinh thành người dùng đều khen ngợi nhưng thực tế trong nhân tâm y quán thứ giúp giảm cân tốt nhất không phải là tiên tiên nghe vậy bà triệu ngạc nhiên vội hỏi vậy là gì là cái này trong lúc nói lục đồng đã lấy ra một cuộn vải dài từ hộp thuốc trên cuộn vải dài từng cây kim vàng lấp lánh bà triệu ngạc nhiên đây là gì dân nữ đã học qua kim châm đỗ huyệt, phu nhân muốn giảm cân, trà thuốc chỉ giúp bên ngoài, trung quy chỉ chữa phần ngọn, không chữa phần gốc. nếu kết hợp với kim châm, hiệu quả sẽ tăng gấp bội, còn có thể dưỡng da, giữ mãi thanh xuân. giữ mãi thanh xuân, mắt bà triệu lóe lên sự hứng thú. trên đời này, người phụ nữ nào không muốn giữ mãi thanh xuân, nhất là người coi trọng nhan sắc như bà triệu. hàng ngày bà lo lắng giữ chân chồng sợ ông bị những yêu tinh bên ngoài quyến rũ. Lời của Lục Đồng đúng là trúng tâm bà. Bà nhìn Lục Đồng, cô nói thật chứ? Lục Đồng gật đầu, không dám lừa phu nhân. Bà chịu hừ nhẹ, cô cũng không dám. Bà nhìn khuôn mặt và áo quần của Lục Đồng, khó giấu sự hứng thú. Nếu những gì đại phu nói là thật, nếu bà có thể trở nên mảnh mai như cô gái này, khi mặc áo lụa mỏng, không phải sẽ giống tiên nữ sao? trái tim chồng mình bị quyến rũ đi đâu, có lẽ sẽ sớm trở lại. Nghĩ đến đây, bà Triệu mỉm cười với Lục Đồng, "Nếu vậy, ta sẽ cho cô cơ hội, cô giúp ta châm cứu. Nếu thật sự có tác dụng, ta sẽ thưởng cho cô, nếu cô dám lừa ta." Nụ cười trên mặt bà đột nhiên biến mất, "Dám lừa vợ của thẩm tra án, cô biết sẽ thế nào không?" Lục Đồng cung kính đáp, "Dân nữ không dám." Thấy Lục Đồng ngoan ngoãn như vậy, Bà Triệu có vẻ hài lòng, vừa định nói tiếp, bên ngoài có tiếng thị nữ báo, lão gia về rồi. Bà Triệu vui mừng, không để ý đến Lục Đồng, vội vàng ra đón, vừa nói, "Hôm nay sao về sớm vậy?" Lục Đồng và Ngân Tranh đứng trong phòng khách hoa, chỉ nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, kèm theo giọng bà Triệu thăm hỏi ân cần, có người bước vào phòng. Lục Đồng ngẩng lên nhìn, là một người đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi có lẽ trẻ hơn, đội mụ xa, mặc áo gấm, đeo đai vàng, đi giày đen, trông rất vi nghiêm. Ông ta có lông mày rậm, mắt thẳng, ria mép vàng, ánh mắt rất sắc bén. Người này lẽ ra phải là một quan lớn rất vi nghiêm, nhưng vì thấp bé và béo phì, trông ông ta như một con trồn vàng mặc quan phục. Đứng cạnh người khác, giống như người đẹp và quái thú. So với bà Triệu, ông ta mới là người cần uống trà thuốc kia. Ông ta nhìn thấy lục đồng trong phòng khách hoa, bước chân chững lại, đây là. Lục đồng chỉ nhìn thoáng qua rồi cúi đầu. Phạm Chính Liêm, đây chính là vị quan thẩm tra án, người đã đưa lục khiêm vào ngục và kết tội, vị quan lớn được dân chúng tôn kính là Phạm Thanh Thiên. mươi 63, Biểu Thúc Liêu Khôn Trong hoa sảnh, phu nhân triệu thấy vậy, đỡ bùi vân ảnh và cười nói, đây là đại phu của y quán, lục đại phu bùi vân ảnh gật đầu ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của lục đồng một lát một nữ đại phu trẻ tuổi lại xinh đẹp thật khó để không chú ý phu nhân chịu thấy vậy đưa tay chạm vào chán tỏ vẻ yếu đuối lão gia thiếp thân gần đây thấy trong người không khỏe mới mời lục đại phu đến xem bệnh không khỏe bùi vân ảnh liền chú ý quay đầu lo lắng hỏi có chỗ nào không thoải mái có lẽ do thời tiết nóng nực phu nhân triệu và bùi vân ảnh đi vào trong nhà, đồng thời quay lại nhìn lục đồng. Lục đồng hiểu ý, thu dọn y cụ rồi cùng nha hoàn rời khỏi hoa xanh. Nha hoàn của phu nhân triệu dẫn hai người ra cổng phủ, hẹn ngày lần sau lục đồng đến khám, rồi mới rời đi. Nhìn cánh cổng bùi phủ đóng lại, ngân tranh có chút tức giận, thấp giọng phàn nàn, người trong bùi phủ thật là nhỏ nhen, nói là quan lại triều đình, nhưng lấy thuốc lại không trả tiền cũng không có tiền khám, ngay cả một chén trà cũng không mời. Không biết sau này cô nương đến châm cứu cho phu nhân, bà ấy có định không trả tiền mà muốn được chữa trị miễn phí hay không. Đỗ Trường Khanh dù có keo kiệt, nhưng chưa bao giờ nợ tiền tháng của Lục Đồng. Lục Đồng quay lại, không sao, ta vốn dĩ cũng không phải vì tiền khám. Hôm nay nàng đến Bùi phủ, đã đạt được mục đích kết nối với phu nhân Bùi Vân Ảnh. Hơn nữa nàng còn trực tiếp gặp bùi vân ảnh vị đại nhân này trang phục rất cầu kỳ nhìn phủ đệ xa hoa kẻ hầu người hạ kiêu ngạo lục đồng phần nào hiểu rõ hơn lục đồng mang theo y cụ đi tiếp ngân tranh kéo nàng lại cô nương đường về y quán ở bên kia lục đồng nhìn về phía xa còn sớm chúng ta đi nơi khác đi đâu lục đồng đáp đi thăm một người thân ở kinh thành thông tin từ phía tảo ra về quan lại thì ít sợ gây rắc rối nhưng về những người dân thường không có nền tảng lại có thể tìm hiểu đến tận gốc rễ ngân tranh đưa đủ tiền nhận được thông tin cũng rất chi tiết theo thông tin từ khánh lâu khi lục khiêm bị quan phủ truy nã ở kinh thành quan phủ không tìm thấy cuối cùng dựa vào một người báo cáo nơi ẩn náu của lục khiêm mới bị truy tìm ra người báo cáo đó tên là lưu khôn lưu khôn Ánh mắt Lục Đồng lóe lên. Nói đến cũng từng gọi ông ta một tiếng biểu thúc mà. "Đi thôi." Lục Đồng nói với Ngân Tranh. Hai người rời khỏi cổng Bùi phủ, đi về hướng khác, không để ý đến ở đối diện Bùi phủ, có người dừng lại, nhìn theo bóng lưng hai người họ đầy suy nghĩ. "Đại nhân, có gì không ổn sao?" Người bên cạnh hỏi. Người đàn ông hoàn hồn, nhìn theo bóng lưng xa dần, trầm giọng đáp, "Không có gì." Tiệm mì lưu ký nằm ngay trước thái miếu trên phố Tước Nhi, Kinh Thành. Trước tiệm có một cái nồi sắt lớn, hơi nóng bốc lên từ nồi, cùng với đó là mùi thơm phức. Đứng trước cửa là một đầu bếp đang nấu mì, không xa là một người phụ nữ đầy đặn, thấy lục đồng và ngân tranh, bà tươi cười chào đón, hai cô nương muốn ăn mì phải không? Trong này có chỗ trống. Ngân tranh đáp lại, cùng lục đồng vào trong ngồi, ngồi xuống, ngân tranh nhìn quanh, thấp giọng nói với Lục Đồng, "Cô nương, tiệm mì này lớn quá." Ánh mắt Lục Đồng dừng trên chén trà trước mặt, nói, "Phải, rất lớn." Ở khu chợ đông đúc như thế này, vị trí đắc địa, tiền thuê chắc chắn không ít, dù tiệm mì có lợi nhuận thế nào, để gánh nổi một tiệm lớn như vậy, không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa, bàn ghế trong tiệm cũng rất cầu kỳ. Người phục vụ tới lau bàn chỉ vào tường, "Hai vị muốn ăn gì?" lục đồng chăm chú nhìn thực đơn mới nói một bát mì xào lươn ngân tranh cũng lên tiếng một bát mì gà thái sợi được rồi người phục vụ đeo khăn lau lại tiếp đón khách mới lục đồng ngẩng lên im lặng nhìn về phía trước từ hướng này nàng nhìn thẳng vào cửa tiệm người phụ nữ kia quay lưng lại với nàng đang nói chuyện với khách quen bà mặc váy gấm xanh lam vải mới trên tay đeo vòng vàng trông thật rạng rỡ ngân tranh nhìn theo ánh mắt của nàng hỏi nhỏ cô nương quen sao lục đồng đáp biểu thầm của ta ngân tranh ngạc nhiên định nói gì đó thì người phục vụ đã mang hai bát mì tới mùi thơm phức của bát mì làm ngân tranh phân tâm vô thức nói thơm quá mì xào lươn được đựng trong bát xứ xanh đậm bát to và sâu sợi mì nhỏ và dai lươn xào phủ đầy mặt một muỗng dầu nóng đỏ au dưới lên mùi thơm ngào ngạt Lục Đồng cầm đũa, không nói gì. Mì xào lươn của Vương Xuân Chi nấu là ngon nhất. Thời gian đã trôi qua quá lâu, Lục Đồng gần như quên mất hình dáng và giọng nói của biểu thẩm, chỉ nhớ món mì xào lươn rất ngon. Lúc đó nhà họ Lục nghèo khó, Lục Khiêm thường đưa Lục Nhu và Lục Đồng đi bắt lươn ở bờ ruộng. Lươn bắt về bỏ vào giỏ mang về nhà, Vương Xuân Chi sẽ xào lươn chín, mỗi người một bát mì xào lươn đó là một trong những ký ức ẩm thực hiếm hoi của lục đồng. Nàng gọi Vương Xuân Chi là biểu thầm, gọi Lưu Khôn là biểu thuốc. Lưu Khôn và cha tính cách khác nhau hoàn toàn, cha nghịch khắc, còn Lưu Khôn hiền hòa, thường bế nàng lên vai, khi cha phạt nàng úp mặt vào tường, Lưu Khôn lén đưa kẹo cho nàng. Vương Xuân Chi và Lưu Khôn ở huyện Thường Vũ nhiều năm, đến năm lục đồng 7 tuổi, Lưu Khôn mượn cha nàng 50 lượng bạc, dẫn cả nhà lên kinh thành buôn bán. Từ đó mất liên lạc. Sau này huyện Thường Vũ dịch bệnh, lục đồng theo nghiễn nương lên núi. Bảy năm trôi qua, nàng gần như quên mất có người thân như vậy. Ai ngờ lại nghe thấy tên quen thuộc từ miệng của người của Tào Gia. Vì vậy nàng muốn đến xem, người thân ở kinh thành này, người từng báo tin cho quan phủ về lục khiêm, cũng từng nấu mì xảo lươn cho nàng là ai. Vương Xuân Chi không nhận ra lục đồng, dĩ nhiên vì nàng đã thay đổi rất nhiều so với trước kia. Còn Vương Xuân Chi, lục đồng cúi đầu, lặng lẽ ăn một miếng mì. Biểu thẩm giờ đây không còn vẻ mộc mạc ngày xưa, già đi nhưng lại trở nên bóng bẩy. Hơi nóng từ bát mì bốc lên làm mở mắt lục đồng, tai nghe tiếng Vương Xuân Chi nói chuyện với khách. Bà chủ, chẳng mấy chốc là đến kỳ thi thu, công tử nhỏ nhà bà năm nay thi, chắc chắn độ cao rồi. Vương Xuân Chi cười nói, đâu có chắc chắn, mỗi năm có bao nhiêu người đỗ cao. Tử Đức lần đầu thi, thi xong là may rồi, nói gì đến mộng đẹp. Bà chủ sao khiêm tốn vậy, ai cũng biết hai công tử nhà bà giỏi giang, công tử lớn đỗ đạt hai năm trước, công tử nhỏ chắc chắn không kém, đến khi đỗ đạt nhớ mời chúng tôi ăn mừng nhé. Một câu khen ngợi làm Vương Xuân Chi không khép miệng được, vui vẻ đồng ý. Như thể việc Lưu Tử Đức đỗ đạt đã chắc chắn. Lục Đồng ngừng lại khi nghe câu nói đó. Lưu Khôn và Vương Xuân Chi có hai con trai, là biểu huynh Lưu Tử Hiền và Lưu Tử Đức của nàng. Nhưng theo ký ức của nàng, hai người đó chẳng có tài học gì. Nàng ăn một đũa mì, không bỏ vào miệng, hơi nóng từ bát mì tỏa ra làm mặt nàng ửng đỏ. Mắt nàng tối sầm lại. Hai con trai của Lưu Khôn Biểu huynh Lưu Tử Hiền và Lưu Tử Đức là anh em họ của nàng. Khác với biểu thúc biểu thẩm, nàng không thích hai người anh họ này. Hai người tính cách kiêu căng, lười biếng, thường đẩy việc của mình cho Lục Khiêm. Nàng bực mình vì điều đó, nhưng Lục Khiêm lại hiền lành, nghĩ rằng đã là anh em thì không nên tính toán. Nhưng sự rộng lượng của Lục Khiêm không được biết ơn. Lục Khiêm cùng học với hai anh em ở thư viện Lưu Tử Đức thậm chí còn lớn hơn Lục Khiêm 2 tuổi, nhưng Lục Khiêm học giỏi hơn nhiều. Có lẽ vì ghen tỉ, Lưu Tử Hiền luôn tỏ ra khó chịu với Lục Khiêm. Và biểu huynh học hành kém cỏi đó, lại đỗ cử nhân trong kỳ thi thu 2 năm trước, sắp được nhận chức ở địa phương. Dù nói là sĩ biệt tam nhật, đương quát mục tướng đãi, nhưng sự thay đổi này quá lớn. Còn biểu huynh Lưu Tử Đức, Lục Đồng nhớ rằng anh ta thậm chí không viết được tên mình. giờ đây Lưu Tử Hiền đã đỗ đạt, Lưu Tử Đức cũng sắp thi thu năm nay. nhìn biểu thẩm tự tin này, dù cố giấu vẫn không giấu được niềm tin chắc chắn là tin tưởng vào bài thi của Lưu Tử Đức. chưa chắc. gia đình Lưu từ trước chỉ biết kiếm tiền ăn uống, nay thật sự tổ tiên bùi hộ hai anh em cùng đỗ đạt. phải biết rằng thế gian có biết bao tài tử, người tài giỏi như Ngô Tú tài ở phố cá tươi dù học hành mười mấy năm cũng rớt bảng hơn nữa kỳ thi thu của lưu tử hiền đúng vào thời điểm lục khiêm bị bắt không lâu ngoài kia vương xuân chi vẫn cười nói trong những lời khen ngợi của khách lục đồng tự mình suy nghĩ cho đến khi tiếng đũa của ngân tranh làm nàng tỉnh lại lục đồng nhìn ngân tranh đặt bát xuống mới nói ăn xong rồi thì đi thôi ngân tranh gật đầu lau miệng lại nhìn bát mì trước mặt lục đồng nghi ngờ hỏi Cô nương không ăn thêm sao? Mì đã nguội rồi. Mì nguội đã dính lại, dù thơm cũng mất vị. Không ăn nữa. Lục Đồng nhìn bát mì một cái, đứng lên. Mì này không còn là hương vị ngày xưa nữa. Trong phủ đại tướng quân, buổi tối bay mùi cháo cơm thơm phức. Đoạn Tiểu Yến ngồi xổm dưới đất, đổ mì trong bát cho con chó đen trong sân. Con chó đen có thân hình thon gọn, cơ bắp đều đặn, lông đen bóng loáng như lụa, dưới ánh hoàng hôn lấp lánh như vậy, là một con chó săn đẹp, chỉ có cách ăn uống không đẹp mắt. Bùi vân ảnh từ ngoài cửa bước vào thấy cảnh này, im lặng một lúc mới lên tiếng, lại cho ăn nữa à. Đoạn tiểu yến ngẩng lên, gọi một tiếng ca, rồi vui vẻ nói, ca nhìn xem, chi từ gần đây gầy đi nhiều, thuốc của lục đại phu thật sự hiệu nghiệm. Bùi vân ảnh nhìn con chó đen một cái, nó có béo đâu ca nuông chiều nó quá đoạn tiểu yến vuốt ve đầu chó chi từ là chó của ti chấp sự đại diện cho bộ mặt của chúng ta hơn nữa là con gái con gái tất nhiên thon thả thì đẹp hơn khi nào bộ mặt của ti chấp sự cần chó đại diện bùi vân ảnh cười mắng bước vào trong sân đoạn tiểu yến thấy anh vào mới nhớ ra gì đó đứng lên gọi đúng rồi phó chỉ huy vừa mới trở về hình như đang tìm huynh Bùi Vân Ảnh vào trong ti, đi thẳng tới phòng hồ sơ binh dịch, đặt sổ binh dịch lên kệ, vừa ra khỏi cửa, đã bị Tiêu Trục Phong chặn lại. Về sớm vậy, Bùi Vân Ảnh đi vào nhà, Tiêu Trục Phong theo sau. Hôm nay ta dẫn người đến binh mã ti một chuyến. Bùi Vân Ảnh, sao rồi? Lôi Nguyên chết rồi. Bùi Vân Ảnh vào nhà, cũng không ngoài dự đoán, vụ lữ đại sơn liên lụy nhiều người, đình tử của binh mã ti rơi vào tay ta mấy người bọn chúng tự nhiên bận diệt khẩu tiêu trục phong đóng cửa lại vụ lữ đại sơn liên quan đến thái tử giờ binh mã ti và ngục ti dính líu thái tử e rằng đã có sự ủng hộ của phủ thái sư đừng lo bùi vân ảnh cười đặt thanh đao xuống kinh thành đầy kẻ tài ba chưa đến cuối cùng thắng bại chưa rõ người căng thẳng gì tiêu trục phong im lặng một lúc rồi nói còn một chuyện nữa. Chuyện gì? Hôm nay ta thấy lục đại phu ở phủ phạm chính liêm, nàng vừa ra khỏi phủ. Bùi vân ảnh dừng tay. Tiêu trục phong nhắc, chính là đại phu mà huynh đã giúp ở vạn ân tử, nhưng nàng không muốn để ý đến huynh. Bùi vân ảnh cười, người thấy nàng không muốn để ý đến ta sao? Ta và đoạn tiểu yến đều thấy vậy. Tiêu trục phong hỏi, huynh không tò mò mục đích của nàng đến phủ phạm. Nói thật, có chút tò mò bùi vân ảnh đặt đao xuống ngồi lên ghế lục đại phu nhìn không thích quyền quý rất chán ghét quan lại mua thuốc đều ba lần bảy lượt từ chối tự mình đến phủ phạm thật bất ngờ nói nàng không có ý đồ gì ta không tin tiêu trục phong hỏi có cần người theo dõi nàng không bùi vân ảnh cười không cần gần đây việc nhiều người không đủ đừng lãng phí nhân lực tiêu trục phong ồ một tiếng Bùi Vân Ảnh lại đổi ý, thôi, nói với đoạn tiểu yến, tìm người theo dõi phủ phạm, cũng chú ý đến động tĩnh của lục đồng ra vào phủ. Tiêu Trục Phong nhìn hắn đầy ẩn ý. Bùi Vân Ảnh cầm đồ đè giấy trên bàn ném qua, cười nói, đừng hiểu lầm, ta chỉ nghĩ Phạm Chính Liêm có liên quan với phủ thái sư, có lẽ từ phủ hắn có thể lấy được không ít thông tin. Còn về lục đại phu, hắn gõ món tay lên bàn, nói suy tư. Phạm Chính Liêm là quan lại triều đình, không phải thương nhân bình dân, nếu có chuyện, chắc chắn quan phủ sẽ điều tra. Hơn nữa, trong phủ Phạm có vệ sĩ. Dù nàng có gan trời, cũng không dám giết người trong phủ quan lại chứ. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 64, biểu muội đến thăm. Lục đồng từ tiệm mì trở về phố Tây, từ xa đã thấy đèn đuốc sáng trong y quán nhân tâm. Ngân tranh thắc mắc, đã giờ này rồi mà đỗ trưởng quầy vẫn chưa về, bình thường giờ này đã đóng cửa rồi. Đỗ trưởng khanh vốn lười biếng, khi lục đồng mới đến y quán, hắn còn giả vờ chăm chỉ được vài ngày, sau đó mỗi ngày mặt trời đã lên cao mới đến, trời còn chưa tối hẳn đã sớm về, khiến những khách hàng mới đến mua thuốc còn tưởng lục đồng là chủ quán, còn đỗ trưởng khanh là một tên làm thuê sẽ sớm bị sa thải. Lục đồng và ngân tranh đi tới, khi đến gần mới thấy trước cửa y quán nhân tâm có mấy người đang nói chuyện lục đồng lên tiếng đỗ trường quầy đang nói chuyện đỗ trường khanh quay đầu lại thấy nàng liền mắt sáng lên như thấy được cứu tinh vội vàng chạy tới lục đại phu cuối cùng cô đã về lục đồng chưa kịp đáp lại thì nghe thấy một giọng nói lạ lẫm biểu ca vị này là lục đồng nhìn lên trước cửa còn có hai cô gái trẻ một người là nha hoàn con người kia dáng vẻ mảnh mai, xinh xắn, mặc áo dài màu vàng nhạt, đang nấp sau lưng Đỗ Trường Khanh, nửa sợ hãi nửa tò mò nhìn nàng. Đỗ Trường Khanh ho nhẹ, "Đây là đại phu của y quán chúng ta, Lục đại phu." "Lục đại phu?" Hắn lại nói với Lục Đồng, "Đây là biểu muội của ta, Hạ Dung Dung." Lục Đồng khẽ gật đầu, Hạ Dung Dung vội vàng cúi đầu chào. Đỗ Trường Khanh ra hiệu cho Lục Đồng và ngân tranh đi vào trong đi đến chỗ Hạ Dung Dung không thể nghe thấy, hắn mới nói nhỏ với Lục Đồng và Ngân Tranh, "Ừ. Ờ, Lục đại phu, thời gian này, có lẽ Dung Dung và người hầu của cô ấy sẽ ở lại cùng các cô." Lục Đồng hỏi, "Tại sao? Cô ấy ở kinh thành không có ai thân thích, chỉ biết mỗi mình ta, mà ta lại là đàn ông, nam chưa cưới nữ chưa gả, không thể ở chung một nhà được, người ta sẽ đàm tiếu." Ngân Tranh nói nếu đã là vị hôn thê của đỗ trưởng quầy, ở chung một nhà cũng không sao, đỗ trưởng quầy cần gì phải lo lắng. Ai nói cô ấy là vị hôn thê của ta, đỗ trưởng khanh suýt nhảy dựng lên, giọng lớn đến mức hạ dung dung cũng nhìn sang. Đỗ trưởng khanh cười an ủi hạ dung dung, rồi quay lại nói nhỏ với lục đồng và ngân tranh, là con gái của biểu cô ta, mối quan hệ thân thích lòng vòng ta cũng không rõ. Từ khi mẹ ta mất, chỉ còn lại mối quan hệ thân thích này. Nhà cô ấy nghèo, lâu lâu đến kinh thành, ta còn có thể cho chút tiền tiêu. Giờ thì cha cô ấy đã mất, ta cũng chẳng có nhiều tiền, chỉ có thể giúp được bao nhiêu thì giúp. Cô ấy có lẽ ở lại kinh thành vài ngày rồi về, ta nghĩ các cô cũng là phụ nữ, ở chung sẽ tiện hơn. Ngân Tranh như ngộ ra, đến để xin tiền. Lời nói sao khó nghe thế? Đỗ Trường Khanh không hài lòng nhà ai mà chẳng có vài người thân nghèo khó giúp đỡ chốt có mất gì đâu ngân tranh thở dài đỗ trường quầy anh có lòng tốt cũng là điều hay nhưng tôi thấy vị biểu muội của anh e rằng không chỉ đến để xin ít tiền thôi đâu cô nói gì vậy đỗ trường khanh không đồng tình không phải vì tiền thì còn vì gì đừng nghĩ xấu cho người khác như thế ngân tranh lục đồng cắt ngang cuộc tranh cãi hạ cô nương ở đây cũng không sao hậu viện còn ba gian phòng trống, bây giờ còn một gian ngoài cùng, để cô ấy dọn vào ở. Đỗ Trường Khanh lập tức vui mừng, lục đại phu, ta biết cô hiểu lý lẽ nhất. Hắn chạy một mạch tới chỗ biểu muội hạ dung dung, dặn dò tỉ mỉ. Ngân tranh chỉ còn cách lắc đầu, rồi đi dọn dẹp đồ đạc trong phòng ngoài để nhường chỗ cho hai chủ tớ họ hạ. Đỗ Trường Khanh giao phó xong liền đi ngay, như không muốn ở lại thêm chút nào. Hạ Dung Dung và nha hoàn của cô ấy bận rộn dọn giường chiếu. Lục Đồng vốn không phải người cởi mở, tự nhiên sẽ không chủ động trò chuyện. Nàng sắp xếp xong các vị thuốc cần dùng cho ngày mai, rồi quay về phòng mình. Bên ngoài trời đã tối đen, một vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên cành cây, phát ra chút ánh sáng yếu ớt, nhợt nhạt. Lục Đồng ngồi xuống bàn, lấy giấy bút từ ngăn kéo ra. Ngân Tranh đang đun nước trong bếp, Lục Đồng ngồi xuống bàn, lấy ra một tờ giấy, chấm mực vào bút. Hôm nay nàng đã gặp Triệu Phi Yến, Vương Xuân Chi, Lưu Tử Hiền và Lưu Tử Đức, chỉ tiếc là chưa gặp được biểu thúc Lưu Khôn. Nhưng nàng cũng đã biết thêm một vài điều. Lưu Tử Đức sẽ tham gia kỳ thi mùa thu năm nay, điều này khiến nàng phải suy nghĩ nhiều. Vì hai huynh đệ nhà họ Lưu vốn không có tài học gì, học hành tầm thường, Lưu Tử Hiền đỗ đạt đã là một điều may mắn sao lưu tử đức cũng dám thử sức lục đồng không tin rằng hai vị biểu huynh này sẽ chăm chỉ học hành trong những năm qua nàng đặt bút viết lên giấy tên của lưu khôn và triệu phi yến theo lý mà nói lưu khôn và triệu phi yến hẳn là đã gặp nhau theo lời của người hầu kha phúc của kha thành hưng lục nhu sau khi chết lục khiêm đã đến nhà kha ra tranh cãi với gia đình kha rất dữ dội rồi bỏ đi có lẽ lúc đó lục khiêm đã phát hiện ra điều gì đó liên quan đến cái chết của lục nhu giả sử lục khiêm đã tìm thấy bằng chứng và mang nó đi tố cáo một người như lục khiêm không biết nhiều về kinh thành việc lựa chọn nhờ đến vị thanh thiên triệu phi yến là điều hợp lý nhưng triệu phi yến không phải là người công chính như lời đồn thậm chí vì sợ quyền lực của phụ thái sư mà muốn hủy bỏ chứng cứ lục khiêm nhận thấy điều bất thường trốn thoát sau đó Triệu phi yến ngụy tạo tội danh toàn thành truy bắt lục khiêm đường cùng lục khiêm đành phải ẩn náu ở nhà lưu khôn vì trong cả kinh thành chỉ có nhà họ lưu là người thân duy nhất của lục gia lục khiêm tưởng rằng biểu thúc lưu khôn vẫn là người đáng tin cậy ở huyện thường vũ nhưng không ngờ rằng khi lợi ích đủ lớn ngay cả người thân cũng có thể phản bội lưu khôn đã bán đứng lục khiêm lục đồng khẽ rung bút một giọt mực lớn rơi xuống thấm vào giấy tạo thành vệt đen. Nàng nối tên Lưu Khôn và Triệu Phi Yến bằng một đường kẻ. Lưu Khôn giao Lục Khiêm làm lễ vật dâng lên Triệu Phi Yến, và đổi lại, Triệu Phi Yến đã ban cho Lưu Khôn một số lợi ích. Là cửa hàng mì ở phố Tước Nhi? Không, mặc dù cửa hàng mì đó ở vị trí tốt, được trang trí khá tinh tế, nhưng chuyện của Lục Khiêm liên quan đến Phủ Thái Sư, một cửa hàng mì sao có thể đủ giá trị? chắc chắn Lưu Khôn không hẹp hòi đến mức đó. Lưu Khôn chắc chắn có tham vọng lớn hơn, và Lưu Khôn biết về cái chết của Lục Nhu. Tại sao Triệu Phi Yến không giết chết hắn ta để diệt trừ hậu hoạn, mà lại để cho Lưu Khôn một mối đe dọa lớn, tồn tại? Không sợ rằng một ngày nào đó Lưu Khôn sẽ phản bội. Vì chỉ có người chết mới giữ được bí mật. Trừ khi, Lưu Khôn có điểm yếu nằm trong tay Triệu Phi Yến và điểm yếu này đủ lớn để triệu phi yến có thể chắc chắn rằng lưu khôn sẽ không dám đe dọa mình bằng điều này lưu khôn có thể có điểm yếu gì một người bán mì như hắn ta đối với một quan chức như triệu phi yến chẳng là gì nhưng con trai của hắn ta một cử nhân thì lại khác cử nhân ánh mắt của lục đồng lóe sáng đúng rồi lưu tử hiền đỗ cử nhân trong kỳ thi mùa thu lưu tử đức sắp tham gia kỳ thi mùa thu năm nay mà Triệu Phi Yến. Ban đầu cũng là cử nhân, rồi làm quan huyện Nguyên An, từ đó bắt đầu con đường quan lộ thuận lợi. Kỳ thi mùa thu, nếu Lưu Khôn bán đứng Lục Khiêm để đổi lấy cơ hội con trai mình đỗ đạt, thì trong mắt Lưu Khôn, mọi thứ đều xứng đáng. Triệu Phi Yến cũng không cần lo Lưu Khôn sẽ tiết lộ bí mật, trừ khi Lưu Khôn sẵn lòng hủy hoại tương lai của con trai mình. Nhưng nếu phán đoán của nàng là đúng, thì nạn gian lận trong kỳ thi mùa thu của triều đại này quá trắng trợn rồi. Lục đồng ngừng bút. Hoặc có thể, việc Triệu Phi Yến đạt được danh hiệu cử nhân ban đầu cũng không hợp lệ, nên mới có thể thực hiện trơn chu việc của Lưu Tử Hiền. Có lẽ trong vài tháng tới, Lưu Tử Đức sẽ lại được làm theo cách tương tự. Cần phải tìm hiểu kỹ về học vấn của Triệu Phi Yến lúc bấy giờ. Nhưng Triệu Phi Yến là quan lại, phía ông chủ cao e ngại rắc rối nên không cung cấp nhiều thông tin về các quan lại. Cũng không thể trực tiếp hỏi thăm. Lục Đồng viết thêm ba chữ huyện Nguyên An trên tên của Triệu Phi Yến. Con đường phát triển của Triệu Phi Yến bắt đầu từ huyện Nguyên An. Nghe nói khi ông ta làm quan huyện Nguyên An đã có nhiều thành tích nổi bật mới được Hoàng thượng chú ý, điều động về Kinh Thành. Phải làm rõ Triệu Phi Yến đã xử lý những vụ án lẫy lừng nào tại huyện Nguyên An cửa mở ngân tranh bưng chậu nước nóng từ ngoài vào lục đồng đặt bút xuống lấy tờ giấy vừa viết đặt vào ngọn đèn đốt đi ngân tranh đưa cho nàng chiếc khăn đã vắt khô nước rồi chỉ ra cửa sổ ngoài kia vẫn còn đèn sáng ý nàng nói là chủ tớ của hạ dung dung lục đồng nghĩ ngân tranh muốn về phòng mình vừa lau mặt vừa nói họ sẽ không ở lâu đâu ngân tranh nói tiểu thư chẳng lẽ người cũng nghĩ như đỗ trưởng quầy rằng tiểu thư hạ đến đây chỉ để xin chút tiền sao? Không phải sao? Tất nhiên không phải, Ngân Tranh đứng dậy đi dọn giường, nếu là người đến xin chút tiền, thì sẽ mặc đồ rách nát, như vậy mới xin được nhiều tiền. Đằng này tiểu thư hạ mặc quần áo sang trọng hơn cả người. Lại còn chiếc vòng mã não trên tay, ít nhất cũng phải 20 lượng bạc. Ngân Tranh quay lại, làm gì có người đến xin tiền mà ăn mặc sang trọng như vậy? Lục đồng thờ ơ. Vậy thì sao? Gái đẹp vì người yêu mà làm đẹp, Ngân Tranh quay lại tiếp tục dọn giường, chắc là muốn lấy lòng đỗ trường quầy. Ta thấy, chắc cô ta nhắm vào đỗ trường quầy thật đấy. Lục đồng gật đầu, cô ấy là biểu muội của đỗ trường quầy, nếu tính chuyện hôn nhân, sau này cũng sẽ bên nhau suốt đời. Nói đến đây, lục đồng ngập ngừng, nghi ngờ nhìn Ngân Tranh, cô không vui vì thích đỗ trường quầy sao? Tất nhiên là không ngân tranh giật mình không thèm dọn giường nữa vội vàng phủ nhận làm sao ta lại thích đỗ trường quầy được thấy lục đồng gật đầu ngân tranh thở dài ta không phải có thành kiến với tiểu thư hạ chỉ là chuyện mà tiểu thư đang tính một khi sơ sầy sẽ bị lộ chúng ta ở đây ít người thì không sao giờ có thêm tiểu thư hạ và nha hoàn ta chỉ lo chỉ lo sẽ có chuyện xảy ra hóa ra là lo lắng điều này Lục đồng mỉm cười, không sao, cẩn thận là được. Khi lục đồng và Ngân Tranh đang nói về Hạ Dung Dung, thì ở phòng bên cạnh của Hạ Dung Dung, đèn cũng chưa tắt. Hạ Dung Dung mặc áo trong, xóa tóc ngồi bên giường, vẻ mặt lo lắng. Nhà hoàn hương thảo đứng sau lưng nàng, dùng lược gỗ chải tóc, hỏi, tiểu thư đã gặp biểu thiếu gia, sao vẫn lo lắng vậy? Hạ Dung Dung lắc đầu, cha mẹ gửi ta đến kinh thành lần này vốn là muốn ta gả cho biểu ca trước đây biểu ca nói trong thư rằng đỗ lão gia qua đời nhưng không nói trong thư rằng gia sản của đỗ lão gia chỉ còn lại một y quán nhỏ này hạ dung dung nắm tay hương thảo ngươi lần đầu gặp biểu ca nên không rõ nhưng ta nhìn thấy rõ ràng bây giờ biểu ca ăn mặc không còn như xưa xem ra là đã xa suốt rồi ta cha ta vẫn đợi ta vào được nhà họ đỗ rồi đưa ông vào kinh thành ở giờ phải làm sao đây nói xong hạ dung dung không kìm được khóc thút thít mẹ của hạ dung dung là người thân của mẹ đỗ trường khanh quan hệ thân thích này không gần lắm nhưng đối với đỗ trường khanh người mất mẹ từ nhỏ đây là người thân duy nhất bên mẹ hắn rất thích nghe mẹ hạ dung dung kể về mẹ mình hạ dung dung không ghét đỗ trường khanh đỗ trường khanh là con một nhà họ đỗ đỗ lão gia yêu thương hắn không tiếc tiền cho hắn tiêu xài hạ dung dung mỗi lần theo cha mẹ đến kinh thành đỗ trường khanh biểu ca của nàng đối xử rất rộng rãi thêm nữa đỗ trường khanh có dáng vẻ không tệ tuy hơi lười biếng nhưng tính tình không xấu miên cưỡng cũng coi là người chồng tốt vì vậy khi cha mẹ gợi ý nàng kết hôn với đỗ trường khanh hạ dung dung không phản đối cha mẹ nàng nghĩ rằng đỗ trường khanh là đứa con duy nhất của đỗ lão gia khi đỗ lão gia qua đời chắc chắn để lại cho Đỗ Trường Khanh nhiều tài sản. Hạ Dung Dung và Đỗ Trường Khanh coi như thanh mai trúc mã, Đỗ Trường Khanh người mềm lòng, sau khi Hạ Dung Dung về làm dâu, cũng trở thành bà chủ giàu có. Vì vậy Hạ Dung Dung chỉ mang theo một mình Hương Thảo đến kinh thành, nghĩ rằng biểu ca biểu muội ở bên nhau lâu ngày, tình cảm tự nhiên nảy sinh. Mà Đỗ Trường Khanh không cha không mẹ, khi ấy chỉ cần cha mẹ Hạ Dung Dung đứng ra làm chủ, hôn sự cũng thành. Ai ngờ nàng vừa vào kinh thành đã nhận được tin dữ, gia sản của Đỗ lão gia bị Đỗ Trường Khanh tiêu tán, chỉ còn lại một y quán nhỏ. Điều này khác xa với những gì nàng mong đợi. Đỗ Trường Khanh không có tiền, nhìn thế nào cũng không còn là lựa chọn tốt. Hương Thảo an ủi nàng, "Tiểu thư đừng buồn, tuy rằng biểu thiếu gia không còn như trước, nhưng con lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa." Ở kinh thành, nơi đất chật người đông này mà có nhà và cửa hàng đã hơn nhiều người rồi. Và lại đỗ lão gia để lại cho biểu thiếu gia bao nhiêu tài sản, không ai biết rõ, biết đâu biểu thiếu gia chỉ giấu đi thôi. Chỉ là hương thảo ngập ngừng. Chỉ là gì? Chỉ là vị lục đại phu ở phòng bên, người phải để ý. Hạ dung dung ngạc nhiên, phải để ý điều gì? Gia đình bình thường nào con nữ đại phu trẻ như vậy, con làm trụ cột của y quán. Tiểu thư đừng trách nô tỳ nghĩ nhiều, biểu thiếu gia trước đây vốn đào hoa, nếu chưa cưới vợ mà đã nuôi tình nhân bên ngoài. Thì hôn sự này, tiểu thư phải cân nhắc kỹ. Người nói lục đại phu và biểu ca, hạ dung dung do dự, không thể nào chứ. Biết người biết mặt không biết lòng, nô tỳ chỉ lo tiểu thư bị lừa thôi. Nhưng đã ở đây rồi, chúng ta cứ quan sát họ xem có gì bất thường không. Hạ dung dung suy nghĩ một lúc lâu, rồi quyết tâm gật đầu, được rồi. Cứ làm theo lời ngươi nói. Chương 65, gặp gỡ tình cờ. Nhân Tâm Y quán lại có thêm hai cô gái trẻ, khiến nơi này trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Trước khi Lục Đồng đến, trong quán chỉ có A Thành và Đỗ Trường Khanh. Giờ đây, quán có bốn cô gái xinh đẹp, cả cây mận trước cửa trông cũng tươi đẹp hơn. Trời nắng gắt, tiếng ve kêu trên cây làm người ta chóng mặt. Đỗ Trường Khanh từ ngoài bước vào, đặt vài bát nước lên bàn uống trà nào ngân tranh đang giúp lục đồng sắp xếp tủ thuốc liếc nhìn đây là gì đỗ trường khanh chống tay vào hông hào hứng nói quán nước mới mở ở đầu phố tây ba đồng một bát mua một tặng một chủ quán đãi không lấy tiền của mọi người hơn cho huynh hạ dung dung đang thiêu khăn với hương thảo nhẹ nhàng cảm ơn hạ dung dung không dành về dược liệu nên không thể tranh công việc của ngân tranh và a thành ban ngày cô ngồi yên trong quán cùng hương thảo theo thùa cũng rất yên tĩnh đỗ trường khanh chia nước cho mọi người mua đủ loại nước lê nước gừng mật nước hạnh nhân nước hoa nhài nước lạnh tuyết lục đồng được chia một bát nước gừng mật nước đã được ngâm lạnh đựng trong ống che xanh làm nước trông càng trong suốt như hồ phách cô cúi đầu uống một ngụm ngọt ngào mát lạnh ngừng đầu lên thấy mọi người đang cố chịu đựng đỗ trường khanh hỏi thế nào chưa đợi ai trả lời anh tự uống một ngụm ngay lập tức anh không nhịn được phun ra khụ khụ khủ. cái gì mà ngọt như thế hạ dung dung nhíu mày quả là quá ngọt ngay cả a thành thích ăn kẹo cũng nhăn mũi chủ quán đây không phải nước cho thêm đường mà là đường cho thêm nước ngân tranh và hương thảo không nói gì nhưng để bát nước ra xa trông không muốn uống thêm đỗ trường khanh bực bội thật là quá nói không ngọt không lấy tiền đúng là thật chủ quán có vấn đề gì không ngọt thế này muốn giết người à anh quay đầu thấy lục đồng vẫn bình thản uống bát nước của mình tức giận nói đừng uống nữa bình thường không thấy cô tiết kiệm cho tôi uống đến chết ai chịu trách nhiệm lục đồng không nói gì đỗ trường khanh suy nghĩ một lúc nghi ngờ nhìn cô cô không thấy ngọt sao không sao đỗ trường khanh khó hiểu nhìn cô cô sẽ không nói với tôi là rất hợp khẩu vị của cô chứ lục đồng nếu quán không đóng cửa tôi sẽ tiếp tục ủng hộ cô bổ sung mỗi ngày một bát mọi người im lặng đỗ trường khanh bị nghẹn một lúc sau mới nói tốt lắm phục cô rồi có lẽ quán nước kia có thể tiếp tục mở ở phố tây đều nhờ cô lục lục đồng uống hết bát nước biểu thị sự ủng hộ của mình đối với quán nước Uống xong, lục đồng đặt ống che trống qua một bên, ngân tranh vào trong lấy hộp thuốc của lục đồng. Những người khác trong quán đã quen với cảnh này, đỗ trưởng khanh vẫy tay, đi sớm về sớm nhé. Ngân tranh không nói gì, biết rồi. Hôm nay là ngày lục đồng đến nhà họ Phạm để châm cứu cho bà Phạm. Lục đồng và bà Phạm đã hẹn nhau, mỗi 7 ngày lục đồng sẽ đến nhà để châm cứu một lần. Hôm nay là lần thứ ba. Ra khỏi nhà, Lục Đồng và Ngân Tranh đến nhà họ Phạm, bà Phạm vừa tỉnh giấc chưa? Thấy Lục Đồng đến, bà Phạm ra hiệu cho cô vào châm cứu. Lục Đồng theo thói quen lấy kim từ hộp thuốc ra, bắt đầu châm cứu cho bà Phạm. Nhà Hoàn Thúy Nhi đứng sau quạt, bà Phạm nửa mở mắt, lười biếng hỏi Lục Đồng, "Lục đại phu, cần châm cứu bao lâu nữa?" Lục Đồng châm một cây kim vào, "Phu nhân đã gầy đi rồi, đang ở giai đoạn quan trọng." Nếu ngừng châm cứu lúc này, hiệu quả sẽ mất hết. Để củng cố thêm, vẫn cần châm cứu hai tháng nữa. Hai tháng nữa. Sau đó, châm cứu mỗi 10 ngày một lần, 2 tháng 6 lần, phu nhân thấy thế nào? Bà Phạm thở dài, được rồi. Lục Đồng không nói gì thêm, tập trung châm cứu cho bà. Bà Phạm mở mắt nhìn Lục Đồng một cái, rồi lại nhắm mắt, mỉm cười hài lòng. Bà rất hài lòng với Lục Đồng chính xác mà nói bà hài lòng với kỹ thuật châm cứu của lục đồng gần đây không biết là do tiêu tiêu hay nhờ châm cứu của lục đồng eo của bà đã gầy đi một vòng quần áo cũ đã rộng hơn một chút điều này làm bà phạm rất vui mừng trước đây bà nửa tin nửa ngờ những lời lục đồng nói bây giờ thấy hiệu quả rõ ràng bà mới yên tâm gầy đi một chút bà liền nhờ người đến hiệu lục y ở kinh thành làm vài bộ váy lộ ánh trăng gầy đi rồi trang điểm nhạt váy mỏng trông thanh tao khác hẳn với vẻ ngoài kiều diễm thường ngày khiến phạm chính liêm thấy mới mẻ một thời gian vợ chồng càng thêm tình cảm không lâu nữa có lẽ bà sẽ thực sự trở thành mỹ nhân nhảy múa xứng danh phi yến lại nói về lục đồng bà phạm nhận thấy mỗi lần lục đồng đến đều vào buổi chiều trước khi tối đã rời đi đúng lúc tránh giờ phạm chính liêm về thêm nữa lục đồng ít nói vào nhà không hỏi nhiều, trông cũng thật thà. Điều này khiến bà Phạm rất hài lòng, người biết điều luôn làm người khác yên tâm. Nếu một nữ đại phu trẻ như lục đồng trong nhà, bà còn sợ rằng Phạm Chính Liêm sẽ động lòng. Nữ đại phu này tạm thời không có dấu hiệu không an phận, bà Phạm cũng không đối xử với cô khắc nghiệt như trước. Khoảng một tiếng rưỡi sau, lục đồng châm cứu xong cho bà Phạm, bà bảo Thúy Nhi dẫn cô vào phòng bên uống trà. Thúy Nhi mang trà và tiền thù lao đến, bà Phạm không phải người hào phóng, tiền thù lao cho rất ít, về phần trà thuốc tặng kèm, lục đồng cũng không đòi hỏi. Trong lúc lục đồng uống trà, Ngân Tranh đưa một lọ nhỏ cho Thúy Nhi, cười nói, Thúy Nhi, đây là dầu gội đầu của lục đại phu, có chứa dược liệu, dùng lâu tóc sẽ càng bóng mượt. Thúy Nhi từ chối, sao lại nhận đồ của lục đại phu? Không đáng bao nhiêu, Ngân Tranh cười nói, muốn tặng vài lọ cho phu nhân nhưng lục đại phu nghĩ phu nhân dùng toàn đồ quý sợ không thích thúy nhi đừng ngại thúy nhi nhận lấy lọ dầu cười thật lòng hơn cảm ơn lục đại phu lục đồng lắc đầu cúi đầu uống trà thúy nhi là nha hoàn thân cận của bà phạm một chút ân huệ không thể mua chuộc thúy nhi nhưng có thể làm ngân tranh và thúy nhi thân thiết hơn quan hệ gần gũi miệng sẽ mở ra uống xong trà Lục Đồng đứng dậy xin cáo từ, Thúy Nhi tiễn hai người ra cửa, đi qua sảnh thì gặp một người đàn ông. Người này khẽ nói xin lỗi, Lục Đồng nhìn lên, thấy một người đàn ông trung niên cao lớn, lông mày rậm, mặc áo vải màu trầm đã bạc màu, tuy dáng vẻ khí chất, nhưng trông khiêm nhường. Người này Lục Đồng đã gặp qua, không biết quan hệ với nhà họ Phạm thế nào, nhiều lần Lục Đồng ra về sau khi châm cứu xong đều gặp người đàn ông này ở cửa, hầu hết lần đó ông ta đưa quà cho gia nhân nhà họ Phạm. Hôm nay là lần đầu tiên Lục Đồng thấy ông ta và nội viện. Lục Đồng nhìn thoáng qua, thấy một nhà hoàn của bà Phạm chỉ huy người đàn ông mang đồ vào sân, là mấy con gà, vịt và ngỗng. Người đàn ông đi qua Lục Đồng, lau mồ hôi, qua cửa sân nói với bà Phạm đang nghỉ ngơi trong sảnh, "Phu nhân." "Biết rồi." Bà Phạm nghe có vẻ không kiên nhẫn. Người này có chút lúng túng nói vài câu với nha hoàn rồi vội vàng rời đi. Lục đồng nhìn theo bóng dáng ông ta, vừa đi vừa hỏi Thúy Nhi, người đó là ai? Thúy Nhi cười nói, đó là đại nhân kỳ của thẩm tra viện, tay chân đắc lực của lão gia chúng tôi. Tay chân đắc lực, lục đồng nghĩ đến chiếc áo cũ bạc màu và thái độ của nha hoàn với người đàn ông này, vô tình hỏi, phạm đại nhân rất coi trọng ông ta. Tất nhiên là coi trọng rồi. Có lẽ do nhận được dầu gội từ lục đồng, Thúy Nhi sẵn lòng nói nhiều hơn. Lão gia khi trở về từ huyện Nguyên An, đã đặc biệt mang theo đại nhân kỳ về kinh thành. Nói đến đây, Thúy Nhi có chút lạ lùng, lục đại phu sao hỏi về đại nhân kỳ. Ngân tranh đẩy Thúy Nhi một cái, cười nói, đại nhân đó trông không tệ, khí chất không kém. Thúy Nhi hiểu ra, che miệng cười, thật đáng tiếc, đại nhân kỳ đã có vợ con rồi, nhưng cô nhìn lục đồng một cái không nói thêm lục đồng hiểu ánh mắt của cô trong mắt người nhà họ phạm nữ đại phu xuất thân thấp kém dù có làm thiếp cho quan nhỏ cũng là tốt rồi ra khỏi cửa nhà họ phạm thúy nhi rời đi lục đồng đứng trước cửa quay lại nhìn bảng hiệu nhà họ phạm ngân tranh hỏi cô sao vậy tôi đang nghĩ giọng lục đồng rất nhẹ người vừa gặp đại nhân kỳ ngân tranh ngạc nhiên Lục Đồng nói, ông ta có vấn đề. Thúy Nhi nói đại nhân Kỳ là người được Phạm Chính Liêm coi trọng, nên mang ông ta từ huyện Nguyên An về kinh thành, nhưng nhìn bộ quần áo cũ và vị trí của ông ta ở nhà họ Phạm, rõ ràng ông ta sống rất khổ sở. Điều này thật lạ, tay chân đắc lực của Phạm Chính Liêm sao lại nghèo khó như vậy? Và Thúy Nhi nói ông ta từ huyện Nguyên An về điều này có nghĩa là đại nhân kỳ đã theo phạm chính liêm từ khi sự nghiệp của ông ta bắt đầu chắc chắn biết nhiều bí mật của ông ta ngân tranh cô hãy nhờ ông chủ cao tìm hiểu về đại nhân kỳ vừa rồi tôi cần biết rõ thông tin về đại nhân kỳ này để có thể hành động đúng đắn thưa cô ngân tranh có chút khó xử số tiền chúng ta kiếm được trừ chi phí ăn uống đều đã dùng để chi trả cho nhanh trí lâu tin tức của ông chủ cao rất đắt lợi nhuận không đủ muốn tìm hiểu thêm tin tức, chỉ có thể nhờ ông chủ đỗ vay tiền thôi. Vậy thì vay, lục đồng quay lại nhìn, rồi tiếp tục bước đi. Ngân tranh không còn cách nào khác, đành phải đi theo, đi được hai bước, đột nhiên ồ một tiếng. Lục đồng dừng lại, sao vậy? Ngân tranh chỉ vào đối diện phố, hình như là tiểu công tử đoạn của bùi đại nhân. Lục đồng giật mình, theo hướng nhìn của ngân tranh, thấy dưới bóng dâm của quán trà đối diện, có người ngồi quay lưng uống trà, không thấy mặt, không thể xác định có phải Đoạn Tiểu Yến không. Cô nhíu mày, cô chắc không nhận lầm chứ? Ngân Tranh tự tin, chắc chắn không lầm, tôi gặp người nhiều, nhìn người rất giỏi. Nói xong, cô vẫy tay gọi lớn, "Tiểu công tử Đoạn." Một lúc sau, người ngồi ở quán trà mới từ từ quay lại, thấy Lục Đồng và Ngân Tranh cũng ngạc nhiên, rồi vui vẻ bước tới, "Lục đại phu, Ngân Tranh cô nương." đúng là đoạn tiểu yến lục đồng nhìn quanh bên cạnh đoạn tiểu yến không thấy bùi vân ảnh liền hỏi tiểu công tử đoạn sao ở đây bận công việc đi ngang qua tiện ngồi uống trà không ngờ gặp lục đại phu anh cười vui vẻ rồi hỏi lục đồng lục đại phu đi đâu vậy tôi đến đây châm cứu cho người đoạn tiểu yến ồ một tiếng nhìn xa xăm ngại ngùng nói với lục đồng lục đại phu tôi còn có việc phải làm phải đi trước. Khi nào nghỉ phép, tôi sẽ cùng đại nhân đến y quán của cô, lần trước thuốc trà của cô rất hiệu quả. Lục đồng gật đầu, tiểu công tử đoạn đi thong thả. Đoạn tiểu yến nhanh chóng rời đi, lục đồng nhìn theo bóng lưng anh, một lúc lâu không nói gì. Ngân tranh nhắc nhở, cô không đi sao? Lục đồng tu lại ánh nhìn, đi thôi. Đoạn tiểu yến về đến đại trải, đồng nghiệp cấm vệ mộc liên vừa từ thao trường trở về nói rằng tiêu phó sứ mua mận cho đội, bảo anh vào trong lấy ăn. Đoạn tiểu yến phẩy tay, đại nhân có trong không? Không, mục liên cắn một miếng mận xanh, chua đến nỗi mắt nhắm chặt có việc tìm đại nhân à? Đoạn tiểu yến lắc đầu, không có gì. Mục liên vào trong, cây du từ từ góc chạy ra, đầu cọ vào lòng anh, đoạn tiểu yến ngồi xổm vô thức vuốt ve đầu chó, thấp giọng tự nói, thật là lạ, cách xa như vậy không thấy mặt sao nhận ra tôi có người hỏi từ phía sau cái gì sao nhận ra cậu đoạn tiểu yến giật mình quay lại thấy bùi vân ảnh từ cửa đi vào giữa trưa hè anh vẫn mặc áo gấm đỏ của đội quân cổ áo cải kín không thấy vẻ nóng bức ngược lại trông tươi mát anh về rồi đoạn tiểu yến đứng lên theo anh vào trong doanh trại vừa vào trong cả hai đều ngạc nhiên trước cửa doanh trại có khoảng 10 cái giỏ tre, giỏ đầy mận xanh, các binh lính đang ăn chua chát, không khí đầy mùi chua. Bùi vân ảnh nhíu mày, cái gì đây? Mộc liên vội nói, tiêu phó sứ mang đến, nói rằng trời nóng, mua cho anh em giải khát. Phó sứ còn đặc biệt chọn một giỏ ngon nhất để trong phòng anh. Thấy bùi vân ảnh im lặng, Hoàng Tùng cũng nói, phó sứ mua mận ngon thật, chỉ hơi chua. Bùi vân ảnh xoa chán, biết rồi, đi vài bước, quay lại, không kiên nhẫn nói, đem ra sân, đừng để ở cửa. Dạ. Bùi Vân Ảnh vào phòng mình, quay đầu thấy Đoạn Tiểu Yến vẫn ở đó, hỏi, có việc. Đoạn Tiểu Yến quay lại đóng cửa, khi Bùi Vân Ảnh ngồi xuống bàn, mới đến gần, anh, hôm nay Lục đại phu của y quán nhân tâm lại đến nhà họ Phạm. Ừ, tôi đã chào hỏi cô ấy. Bùi Vân Ảnh rót trà dừng lại, anh ngước lên bị lộ rồi oan quá đoạn tiểu yến kêu oan trời nóng quá tôi chỉ qua quán trà đối diện uống một bát ai biết lục đại phu ra khỏi cửa khi đó tôi quay lưng lại cách một con đường anh cũng không chắc nhận ra tôi ai biết sao cô ấy nhận ra tôi bùi vân ảnh nhìn anh một cái cúi đầu uống trà cô ấy nói gì không nói gì tôi nói đang làm việc qua đây cô ấy không nghi ngờ tôi đi luôn bùi vân ảnh gật đầu thấy anh không phản ứng gì đoạn tiểu yến mạnh dạn hơn nói anh tôi theo dõi nhà họ phạm đã nửa tháng lục đại phu chỉ châm cứu cho bà phạm không làm gì khác thuốc trà cô ấy bán chảy bà phạm thích không ảnh hưởng gì đến đội anh có phải quá lo lắng không bùi vân ảnh đóng nắp trà tin cô ấy vậy à cũng không hẳn là tin đoạn tiểu yến chân thành chủ yếu là theo dõi hàng ngày chi phí đi lại nước uống ăn ngoài tiền không đủ anh cho tôi vay chút anh nói tay mò vào thắt lưng đột nhiên dừng lại sao vậy đoạn tiểu yến nhìn anh túi tiền của tôi mất rồi bị trộm không phải bên trong không có tiền bùi vân ảnh không nói gì vậy sao mặt buồn rầu đó là túi anh tặng tôi đoạn tiểu yến nói khi mới vào đội anh tặng túi trên đó có tên tôi Bùi Vân Ảnh nhắc, nghĩ xem mất ở đâu, đã tìm trong trại chưa? Không nhớ, chiều nay khi uống trà đối diện nhà họ Phạm trả tiền vẫn còn, à. Anh nhìn lên, có lẽ lúc nói chuyện với Lục Đại Phu rơi mất rồi. Lúc đó tôi đi vội, nói không chừng rơi trước cửa nhà họ Phạm. Nghe vậy, Bùi Vân Ảnh từ dáng vẻ lười biếng ngồi thẳng dậy, hỏi anh, cậu nói Lục Đồng nhặt được. Có thể, đoạn Tiểu Yến gãi đầu, không tiện hỏi sao không hỏi bùi vân ảnh phản hỏi đoạn tiểu yến ngạc nhiên trong túi không có đồng nào lục đại phu nhặt để làm gì hơn nữa nếu đi hỏi lục đại phu sẽ nghĩ tôi nghi ngờ cô ấy ăn cắp người khác nghe được sẽ nghi ngờ lục đại phu không đứng đắn không tốt lắm bùi vân ảnh cậu nghĩ cho cô ấy chu đáo nhỉ chưa để đoạn tiểu yến nói anh lại nói tiếp vài ngày nữa tôi sẽ cùng cậu đến y quán nhân tâm đoạn tiểu yến không tin nổi anh thực sự muốn hỏi lục đại phu sao tại sao bởi vì trên túi có tên cậu tên bị người khác nhặt thì thôi bị lục đồng nhặt tôi sợ cậu bị bán còn đếm tiền cho người ta đoạn tiểu yến không hiểu một cái túi có thể bán tôi cái gì cái đó nhiều lắm bùi vân ảnh cười ví dụ như uy hiếp uy hiếp đoạn tiểu yến ngạc nhiên cầm túi vi hiếp tôi cái gì? Tôi không phải con gái, không thể lấy cái đó làm tín vật cưới cô ấy. Nói vậy cũng không phải không thể, hôm nay chỉ một cái bóng cô ấy đã nhận ra tôi. Rõ ràng tôi để lại ấn tượng sâu sắc với Lục Đại Phu, nhưng tôi chưa đến tuổi trưởng thành, không thể tự quyết định chuyện hôn nhân. Anh tự nói, đột nhiên bị một cuốn sách dày đập lên đầu, Bùi Vân Ảnh đứng lên đi ngang qua anh, tốt lắm, thật có ngày đó, tôi với tư cách nửa bậc trưởng bối của cậu chắc chắn sẽ tặng một món quà lớn chúc hai vị tài mạo song toàn đôi lứa xứng đôi phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn